Sáng 29 tháng 11, huyện Lang Chánh đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trao tặng. Tham gia buổi lễ về phía tỉnh có ông Ninh Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện Lang Chánh có đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện các ban ngành các huyện và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Lang Chánh. Tại buổi lễ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng huyện Lang Chánh 50 chiếc giường để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được trên 100 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, chung tay hỗ trợ kịp thời của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện Lang Chánh và xem đây là nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh về cơ sở vật chất và tinh thần cho huyện Lang Chánh vững vàng trên công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời khẳng định, cấp ủy chính quyền huyện Lang Chánh sẽ khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm ở mức cao nhất, tiếp tục triển khai các biện pháp khống chế, dập dịch, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho nhân dân. Được biết, tính đến ngày 29 tháng 11, huyện Lang Chánh có 12 ca F0 đang được điều trị tại khoa lây nhiễm Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh. Để tránh trường hợp lây nhiễm chéo trong bệnh viện và đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân, huyện Lang Chánh đã sửa chữa trạm y tế xã Quang Hiến cũ, nằm tại địa bàn khu phố Trường Ban 1 thị trấn Lang Chánh, làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thể nhẹ và không có triệu chứng. Thông qua hoạt động trao tặng 50 chiếc giường của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần này sẽ góp phần giúp cho huyện Lang Chánh khắc phục khó khăn trước mắt, sớm đưa khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của huyện đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn huyện.